Ok, và trước khi bắt đầu video thì mình xin các bạn hãy cho một like, một follow fanpage của mình ở trên Facebook nha các bạn. Thì sắp tới mình sẽ có những video cực kỳ thú vị trên đây, cũng giống như là mình sẽ có một số buổi livestream cho các bạn. Ok, và hãy tương tác tốt hơn với mình trên fanpage. Cảm ơn bạn đã xem video clip này nha. Ok, hai các bạn, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stubby Gaming đây các bạn. Và ngày hôm nay thì đây, mình xin giới thiệu tới cho các bạn về một cái con quái vật đầu cá mập các bạn. Đó chính là đây. Đó. Đó các bạn thấy chưa? Đây là một con quái vật đầu cá mập, nhưng mà mang thân hình của hình người các bạn. Có tai có chân như hình người luôn. Và tại sao ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở đây các bạn? Đó chính là nó là một con cá mập thành tinh các bạn ha. Nó sống ở dưới bờ biển này cả trăm, cả 200 năm rồi các bạn. Đó, cho nên sau khi nó vô tình ăn xác của một cái thằng đàn ông cao to vạm vỡ và có thân hình màu xanh như thế này, thì đột nhiên cái xác của hắn ta đã nhập vào trong người của con cá mập này và tạo ra một cái hiện tượng lạ các bạn. Đó chính là cái hiện tượng này. Đó, đầu cá nhưng mà mình người các bạn. Và chính vì cái điều này đã làm cho nó có thêm một cái sức mạnh thứ hai nữa. Các bạn biết đó là sức mạnh gì không? Đó chính là sức mạnh nó có thể đi được ở trên bờ và có thể không cần sống ở dưới nước cũng được. Và cứ tối tối tầm giờ này các bạn ha, thì nó lại lên trên bờ để tìm kiếm những cái món mồi ngon của nó. Đó chính là thịt người các bạn ha. Đây ha ha ha. Đây chính là thứ mà ta tìm kiếm đây. Đó, nó sẵn sàng giết rất là nhiều người ở quanh cái khu vực này các bạn ạ. Và sau khi giết xong thì nó sẽ ăn thịt hết toàn bộ những người nào mà nằm ở trên cái khu vực này của nó. Cực kỳ mạnh luôn các bạn ha. Xe cộ gì nó phá hết các bạn. Cứ tập đúng như này thôi các bạn, tập đúng như này nó lên. Nó bắt đầu ăn thịt người, nó bắt đầu giết người các bạn. Các người hãy mau tránh xa chỗ này cho ta. Và sau khi nó quậy phá chán chê con dê xong rồi đó, nó ăn thịt no nê rồi đó các bạn, thì nó mới bắt đầu trở về biển cả của nó các bạn ha. Và nói chung á, thì nó muốn sống ở trên bờ hay là dưới biển gì cũng được, nhưng mà nó ưu tiên là ở dưới biển hơn, tại vì nó cũng xuất thân là con cá mà. Mày chạy đâu đây, chạy đâu? Mà nó chạy vô bang như mình luôn mới ghê chứ, thằng này nó lì thiệt. Thấy một con quái vật như thế này mà nó lì thiệt. Đó, do là tại vì cái con cá mập này á, nó rất là bự các bạn. Còn cái thân hình này á, thì nó nhỏ, nó hơi nhỏ. Nó vừa y cái thân hình của con cá mập luôn, cho nên là những cái mảng da, những cái mảng thịt của nó bị nứt ra rất là nhiều các bạn. Và đây vô tình đã giống như là phát huy được những cái sức mạnh giữa con cá mập và cái thân hình người này, nó hòa quyện lại với nhau á. Các bạn hiểu không? Đó. Đây đây, tao sẽ tiếp tục phá. Tao ăn thịt tụi bay. Chạy đi đâu với trời khỏi nắng hả? Không có chạy đâu được chứ tao hết. Cả chó mèo người ta cũng giết hết, không tha cho bất kỳ một ai. Già trẻ cũng không tha. Đứa nào mà dám ngăn cản tao, đứa đó chỉ có chết. Đây mà bắt đầu đập phá điên cuồng các bạn ha. Phá tất cả xe cộ, tàu bè, nhà cửa, kể cả tính mạng của người ta nữa, đã đều bị con quái vật này giết chết rất là nhiều luôn các bạn.
người ở đây mà nó sống gần gần đây là bỏ chạy hết trơn rồi, không có thằng nào mà dám bén mảy tới đây hết. Wow, thằng này ngon nè. Quýnh nó thử cái đi, mày quýnh nó thử cái đi. Đù, quýnh mày đừng cái các bạn. Rồi sau đó là đi đi lên tiên đàn, lên tiên đàn, lên tiên đàn nè. Lên tiên đàn không thấy đường về luôn. Đâu còn ai nữa không? Có thằng nào nữa? Còn là dám vô chơi với anh nữa. Ừ à, chơi với anh là chỉ có chết thôi nha cu. Mày hả mày? Mày hả mày? Cho mày chết đi. Sao bị kẹt con mẹ rồi. Ơi, đủ rồi các bạn. Hồi nãy giờ mình phá đồ quá trời luôn rồi. Mình ăn thịt cũng rất là nhiều người rồi. Bây giờ thì cái thế giới thuộc mình vẫn là ở dưới đây các bạn ha. Đó, sau khi hả ăn thịt no nê con dê rồi rồi thì bây giờ nó sẽ bắt đầu đi ngủ thôi các bạn ơi. Đi ngủ lấy lại sức. Hay nó tìm kiếm một cái chỗ nào đó. Sâu thiệt là sâu. Chủng thì là chủng. Đó, nằm đây nghỉ ngơi các bạn. Sáng hoặc là sáng dậy thì nó sẽ ra ngoài để ăn bữa điểm tâm sáng các bạn. Trưa thì cũng có bữa điểm tâm trưa thịt người luôn. Tối thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Ok vậy nha. Bây giờ thì nó đi ngủ đây. Vâng rồi các bạn. Và sau khi 500 anh em siêu nhân đội đội trưởng đã biết được cái tin là có con quái vật mình người đầu cá này nằm ở đây, thì những người anh em siêu nhân đội trưởng tập hợp 500 anh em siêu nhân của mình lại và bắt đầu đi qua đây để điều tra về con cá mập này các bạn ha. Rồi, tại sao trên đời này lại có một con hả người cá mập được các bạn? Người lúc trước á, thì là nàng tiên cá, còn thằng này là hả người cá mập thì ta kêu là cái gì? Nàng và chàng hả? Chàng cá mập hả? Chàng cá mập và nàng tiên cá hả? Mình nghe không có hợp lý tí nào hết các bạn. Đây, để giờ mình lấy con xe của bắp này mình chạy ra mình coi thử coi như thế nào. Để phải đợi cho nó bẻ khóa nữa. Xe này nhỏ nhỏ gọn dễ bươn các bạn ha. Đây đây. Đây xe cộ nè. Những chiếc xe cộ mà nó phá còn nằm ở đây luôn nè các bạn. Đó. Nè. Đây là những chiếc xe mà hồi nãy nó phá các bạn ha. Đó, tàu thuyền ta neo đậu đây nó đắm hả rớt ngoài kia hết trơn luôn rồi. Đó này các bạn coi nè. Thấy không? Xe cộ rồi gì hả đập hết trơn luôn, bắn bủn hết trơn luôn các bạn. Nó còn giết cả rất là nhiều người ở đây nữa chứ. Đó thì hiện bây giờ á là cái con quái vật này nó đang gọi là nằm ngủ ở dưới cái đáy của cái bờ sông này. Ok, để mình chạy vòng vòng mình coi thử coi. Ngày hôm nay thì tụi mình đã được nhận một cái nhiệm vụ, đó chính là ra đây để bắt con quái vật đầu người cá mập này các bạn ha. Hình người mà đầu cá mập, gọi là người cá mập á. Rồi ok các bạn. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với lại những người anh em của mình thôi. À khoan các bạn ơi, Mình quên nữa. Mình có một cái mối liên kết đặc biệt với lại những cái thằng mà gọi là sống ở dưới nước, ở dưới biển, ở dưới sông các bạn ha. Đây. Đây để mình qua đây gọi là mình kêu cái thằng đầu người cái mập lên tụi mình nói chuyện coi sao. Đây mình sẽ sử dụng những cái loại súng để mình kêu nó ra các bạn ha. Nói chuyện với nó trước. Đây bắn những cái quả pháo này xuống để gọi là làm cái vị trí để cho nó biết cái chỗ nào mà nó hả cần lại. Đó, rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng súng dầm trường. Mình kích cái mặt hồ này lên các bạn ha. Để gọi là cho nó thức tỉnh vậy. Rồi, cho thêm một vài viên vô nữa. Súng này nó nảy ghê quá.
Rồi, tiếp tục. Sao nãy giờ vẫn chưa thấy lên ta? Lửa thì sắp tắt rồi. Mình hy vọng sẽ gặp được nó. Đây thì mình chỉ còn đúng một viên hả đạn sáng cuối cùng thôi. Nếu mà tắt rồi mà không gặp được thì thôi. Thôi chắc tụi mình phải kéo anh em vào đây để săn lùng nó thôi. À, nói rồi, cuối cùng nó cũng lên. Này, này, thằng người cái mập kia, mày có chính phải là thủ phạm đã đập phá rất là nhiều tài sản xe cộ và giết rất là nhiều người ở quanh cái khu vực bờ sông này không vậy hả? Đúng, đó chính là tao, là người cá mập. Tao là bá chủ ở cái vùng này, bất cứ ai sống gần ở đây cũng đều phải sợ tao hết. Mày là thằng nào mà tại sao ngày hôm nay mày lại qua đây để kêu tôi ra đây chứ hả? À, tao là biệt đội siêu nhân đỏ, đội trưởng đội siêu nhân thần kiếm. Và ngày hôm nay tao đang lãnh đạo 500 anh em siêu nhân đỏ đội trưởng qua đây để tiêu diệt mày. Nhưng mà trước khi tiêu diệt mày, tao muốn nói chuyện với mày trước. Đó chính là tao yêu cầu mày hãy ngừng những cái việc mà đang làm lại ngay lập tức và theo tụi tao đi về đồn cảnh sát pháp luật để trừng trị mày. Nếu như mà khành khẩn để theo tao thì chắc sẽ có khoan hồng cho mày đó. Được cười. Tao sống đầu cá mập, mình là mình người. Tao chẳng biết luật lệ pháp luật hay là bất cứ cái gì mà tụi mày áp đặt lên tao cả. Kể cả mày, tao cũng có thể giết được, mày biết chưa? Tao không cần biết mày là siêu nhân hay là người thường hay là cảnh sát. Nhưng mà mày dám đứng ở đây nói chuyện với tao là mày cũng gan lắm rồi đó. Tao respect mày một respect. Và ngày hôm nay tao hứa không giết mày, hoặc cút đi chỗ khác. Tao không giết những người anh hùng như mày. Được, đây chính là điều mày đã lựa chọn rồi. Thôi, chào mày. Lần sau mà có gặp lại nữa thì đừng có trách tao. Cái thằng đầu người, cái thằng mình người mà đầu cái mập này không thể nào mà gọi là giáo hóa rồi các bạn ơi. Không thể nào mà gọi là quy phục nó bằng cái cách nói chuyện như vậy được. Đây, những người anh em của mình đang làm gì vậy? Có mình tưởng nó đang tập kích vào trong cái tin tục quá hay chứ. Mình tưởng đang tập kích gì trong đây chứ. Cái gì ghê vậy? Cái gì ghê với ba? Có ai trong đây không? Con nào trong đây không? Thì canh tin tục hóa ghê vậy? Không có gì trong đây đâu. Mình vô mình coi thử coi. Đâu có gì trong đây đâu ta. Hoàn toàn trống rỗng. Trống rỗng và cô đơn. Cái này rảnh lắm các bạn à. Anh em, tập trung ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch để bước vào đó tiêu diệt cái con cá mập đầu người này mới được. Thì anh em, chúng ta không thể nào để cho nó có đêm ngày mai được. Tại vì mỗi một đêm trôi qua là mỗi một cơn ác mộng đối với lại người dân ở xung quanh khu vực này. Ê, để mình bắn mấy quả bê rồi cà xuống đây các bạn. Phá nó, không cho nó ngủ, đe dọa cái địa bàn của nó. Hai bắn người này chứ. Đây, với cái súng này thì hả, thằng nào ở đây gặp mình cũng chết.
Nó tưởng là vô địch thiên hạ, nó có sức mạnh là nó hả muốn giết ai là giết các bạn. Nó đâu rồi? Kìa kìa, nó sau lưng mình kìa. Chuẩn bị đem. Cút nó. Ý à. Bắn nó ném. Ý à. Ủa súng của em đâu hết trơn rồi. Nó quất cái này mất hết súng luôn rồi. Rồi chết mẹ rồi. Đứng gì không được luôn rồi. Trời ơi nó quạt vậy còn gì súng nữa. Mất cái súng rớt cái súng bên luôn rồi. Sao sao mà có thể tiêu diệt được nó. Trời nó quẹt cái banh và banh cửa của ta hết luôn rồi. Ui. Còn gì ở đâu mà khóc với sầu. Đâu đâu rồi. Đứng dậy ta sẽ tiêu diệt được mày. Mày thôi bắn được nó rồi. Bắn được nó một cái rồi. Chết mẹ nó muốn đưa mình xuống sông rồi. Xong sao chơi. Ê khoan khoan khoan. Đây rồi. À, xuống sông mình cũng có bắn được súng này. Khôn thật sự luôn nha. Đây những người anh em của mình nè. Bắn nó đem. Ây da. Bắn nó. Cái mày này yếu quá vậy. Đúng rồi, bắn nó. Ia. Cái này chắc là mình phải dùng sức mạnh rồi các bạn ơi. Mình phải dùng bạo lực với nó rồi. Chứ dùng súng này bắn không ăn thua rồi. Mày. Bắn được cái. Cái nữa. Mà nó không cho mình đứng dậy luôn, lấy gì bắn nó được. Có cảnh sát nó giúp mình. Có trực thăng để giúp mình các bạn ơi. Nhưng mà nó vẫn quá mạnh. Đây có trực thăng chiến đấu nó bắn phụ mình nè. Hay quá trực thăng ơi. Ây da mà bắn được hai cái mày. Mày hả mày. À, hay quá các bạn ơi. Ơ này đâu vậy? Mày giang hồ giang nắng tự nhiên cái bắn tụi tao. Đây cảnh sát tới luôn rồi các bạn. Má đâu tự nhiên cầm súng nó chỉ bắn mình mới ghê chứ. Giang hồ mày. Có quân đội công an đây mà dám ra chơi tao. Ngu thật sự. Đây. Trực thăng đi đâu mất tiêu rồi các bạn ơi. Qua đi rồi. Đó. Mày hả mày. Mày hả mày. Mình người đầu cá mập nè. Mình người đầu cá mập với tao nè. Chết luôn rồi các bạn ha. Má hên là nhờ có quân đội công an tới giúp sức mình đó. Mình bắn nó mới chết á. Chứ còn nếu không á, không có quân đội không có công an á, là bắn chắc tới sáng mai nó cũng chưa chết nữa các bạn. Tại vì mình chưa kịp bắn gì hết. Nó đã quất mình rồi. Mình chưa kịp bắn nó chơi mình rồi. Đó ngày hôm nay là 500 anh em của mình đi là chết hết. Chứ còn lại còn hả quái thai luôn các bạn. Nhưng không sao. Mình giết nó là ok rồi các bạn ha. Bắn cái súng này mạnh thật sự luôn các bạn. Thôi. Và bây giờ thì video của mình tới đây là xin kết thúc nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video clip này của mình. Và nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là ý kiến gì đó thì các bạn cứ comment bên dưới. Ok. Còn bây giờ thì mình là Stubby Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.